Chính thức công bố vào đầu tháng 7 năm 2016, chương trình hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại miền Nam Việt Nam gọi tắt là Solar Hope do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Dragon Capital Group và một số đối tác liên quan triển khai vừa có đợt sơ kết đầu năm. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Gavin Smith, giám đốc quỹ phát triển sạch của công ty Dragon Capital xung quanh các thách thức trong phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của FBNC. Xin ông chia sẻ một vài kết quả giai đoạn 1 của dự án Solar Hub. Dự án Solar Hub giai đoạn 1 đã hoàn tất việc sàng lọc và chọn lựa ra các dự án để triển khai trong vòng 6 tháng. Hiện chúng tôi đang trong quá trình thực hiện các dự án bằng việc lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Chúng tôi sẽ thực hiện khoảng 80 dự án. Tôi nghĩ rằng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển các dự án như thế tại các cao ốc, tòa nhà văn phòng, trung tâm bán lẻ, nhà máy, khu công nghiệp tại Việt Nam để có thể sử dụng năng lượng mặt trời. Các dự án có thể triển khai rất đơn giản và nhanh chóng. Giai đoạn 1 của dự án Solar Hub tập trung vào những tỉnh thành quan trọng về thương mại và công nghiệp ở khu vực phía Nam. Chúng tôi nghĩ rằng đây là những tỉnh thành có tiềm năng rất lớn trong phát triển điện mặt trời trong tương lai. Thưa ông, nếu so sánh về phát triển điện mặt trời ở Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN, ông có nhận định như thế nào? So với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Việt Nam có vẻ như phát triển chậm hơn. Các nước thì đã phát triển rất nhanh lĩnh vực này. Chúng tôi mới bắt đầu dự án tại đây và chúng tôi cũng đang chờ đợi chính phủ ban hành các chính sách thúc đẩy cho phát triển điện mặt trời ở Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng các quyết định về điện mặt trời sẽ sớm được chính phủ chốt và công bố rộng rãi. Điều này sẽ thúc đẩy cho phát triển ngành công nghiệp điện mặt trời ở Việt Nam. Ông từng đề cập là giá bán lẻ điện ở Việt Nam thấp nhất trong các nước ASEAN. Vậy đây có phải là thách thức lớn nhất cho việc phát triển điện mặt trời ở Việt Nam không? Đúng là như vậy. Bạn thử nghĩ nếu bạn đầu tư một dự án điện mặt trời tại đây, giá mua điện từ nhà nước rất thấp, trong khi thì chi phí đầu tư cho điện mặt trời lại rất cao. Quá trình tiếp cận với điện mặt trời rất tốn kém, đòi hỏi rất nhiều vốn đầu tư. Nếu bán điện với giá thấp thì nhà đầu tư sẽ không có lợi nhuận. Tôi nghĩ vấn đề mấu chốt ở đây là nếu EVN có thể minh bạch giá mua điện trong 5 năm tới, thì sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn vào điện mặt trời tại Việt Nam. Đơn cử như giai đoạn 1 của dự án Solar Hub đã dự kiến thu hút nguồn vốn đầu tư hơn 15 triệu đô la Mỹ cho phát triển các dự án điện mặt trời tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Số vốn đầu tư này sẽ được triển khai trong năm 2017. Theo ông, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm gì trong việc phát triển điện mặt trời từ một số nước trong khu vực đã phát triển mạnh lĩnh vực này? Để phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, bạn cần một dự án 5 năm. Các dự án phát triển trong vòng một ngày hay một năm đều quá sớm để triển khai tại đây. Kinh nghiệm từ các nước là chính phủ phải minh bạch các hỗ trợ với nhà đầu tư vào điện mặt trời, và có những hỗ trợ hấp dẫn ngay trong năm đầu tiên và có thể là trong năm thứ hai. Nhưng sau đó, Việt Nam phải thu hút các nhà đầu tư, các nhà phát triển, các nhà kỹ thuật, nhà cung cấp dịch vụ pháp lý để phát triển thị trường điện mặt trời. Rồi thì các hỗ trợ của chính phủ phải được hiện thực hóa dần dần. Thái Lan đã làm việc này trong 5 năm đầu tiên để phát triển điện mặt trời ở quốc gia. Bắt đầu từ mức thu từ điện mặt trời của chính phủ rất cao, họ đã cắt giảm xuống 2 lần. Thị trường ở đây đã phát triển rất tốt, tiếp tục thu hút đầu tư hơn 2.000 MW điện mặt trời chỉ trong tháng 12 năm ngoái. Ông có thể chia sẻ một số công việc tiếp theo của dự án Solar Hub trong giai đoạn 2? Giai đoạn 2 của dự án vẫn đang được lên kế hoạch vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng dự án ở các tỉnh thành khác của Việt Nam, nơi mà có nguồn năng lượng mặt trời tốt, cũng như là đầu tư các giải pháp kỹ thuật để thúc đẩy điện mặt trời phát triển nhanh hơn. Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà là một nguồn cung cấp bền vững. Trong tương lai gần, chúng tôi hy vọng có sự hợp tác từ EVN, từ các bộ ngành để những khó khăn trong đầu tư, cung cấp điện mặt trời sẽ được giải quyết, thúc đẩy điện mặt trời phát triển nhanh và hiệu quả tại Việt Nam trong 5 năm tới. Ông có nghĩ nếu chính phủ có chính sách rõ ràng về phát triển điện mặt trời, thì các thách thức trong phát triển điện mặt trời ở Việt Nam sẽ được giải quyết hay không? Đây là một tham vọng rất lớn. Với các dự thảo chính sách hiện tại cho phát triển điện mặt trời, chính phủ Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển của điện mặt trời trong 15 năm tới. Để dự thảo này đi vào thực tế thì còn khá xa. Vì vậy, dự án Solar Hub được phát triển dựa trên bối cảnh khó khăn về nguồn cung, đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam, và những luật pháp hiện hành quy định về giá điện để phân tích kỹ càng các kế hoạch. Kế hoạch trong 15 năm là quá dài. Chúng tôi nhìn các nước trong khu vực, nơi mà đã có lượng lớn điện mặt trời được phát triển, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Kế hoạch họ đặt ra chỉ là 5 năm. Tôi nghĩ thời gian 5 năm là đủ để đưa điện mặt trời phát triển đúng hướng. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều.